Rắc vướng nghi án đạo nhạc Akira fan. Thời gian gần đây, bản quyền đã trở thành một trong những đề tài gây sốt trên mạng xã hội. Nhất là khi xuất hiện tin đồn cho rằng MV Chúng Ta Của Hiện Tại của ca sĩ Sơn Tùng bị bay màu ở YouTube là do liên quan đến vấn đề này. Giữa cao trào vụ việc, Rắc bất ngờ được dân mạng réo rắc gọi tên vì lý do tương tự. Cụ thể, trên mạng đã xuất hiện một đoạn clip so sánh Em Gì Ơi của Rắc và Vì Ai Em Ra Đi ra mắt rất lâu trước đó của Akira fan. Từ đoạn clip so sánh, nhiều người không khỏi giật mình khi phần melody đoạn điệp khúc của Em Gì Ơi khá giống với phần intro ca khúc của Akira fan. Thậm chí, tiết tấu cả hai đoạn này khi đặt cạnh nhau cũng khiến nhiều người lăn tăn đặt ra câu hỏi phải chăng Rắc đã vay mượn chút xíu giai điệu từ âm nhạc của Akira fan. Đoạn clip kể trên ngay sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Trong số đó, dưới phần bình luận, nhìn chung các ý kiến được chia làm hai hướng là đồng tình và phản đối sự so sánh trên. Thế nhưng, điều làm ai nấy bất ngờ là khi một số bạn trẻ được cho là fan hâm mộ của Rắc lại đẩy lỗi chuyện này cho người làm nhạc. Họ cho rằng, nam ca sĩ trẻ nói trên chỉ là người sáng tác và hát, còn việc hòa âm, phối khí, không phải do anh chàng thực hiện. Sao giống nhau vậy nhỉ? Có vay mượn gì không ta? Do người làm nhạc mà, Rắc có liên quan gì ở đây? Lại bảo là không giống đi. Phần melody ở đoạn điệp khúc trong Em Gì Ơi khá giống với phần intro ca khúc Vì Ai Em Ra Đi của Akira fan. Vấn đề đang được nói ở đây là sự tương đồng trong melody chứ không hoàn toàn nằm ở beat nhạc. Và tất nhiên Rắc chính là người viết ra phần melody đó các bạn à. Khổ thân anh tôi, ngồi yên cũng dính chưởng. Để yên cho người ta hiền không được à. Nhiều người không khỏi bật cười trước sự ngô nghê từ fan Rắc bởi vấn đề đang được nói đến ở đây là sự tương đồng trong melody chứ không hoàn toàn nằm ở beat nhạc. Và Rắc chính là người viết ra những melody đó, còn KICM chỉ đảm nhận vai trò tạo ra một bản phối để Rắc thể hiện chính sáng tác của mình. Rắc được biết đến là một trong những nam ca sĩ có chất riêng tại V-pop khi theo đuổi phong cách miền Tây. Tuy nhiên, chính vì sự khác biệt này mà anh chàng đã tạo dựng được tên tuổi cũng như thành công mà nhiều nghệ sĩ lâu năm cũng phải ao ước. Đáng nói, từ trước đến nay, Rắc hầu như rất hiếm khi dính vào những lùm xùm liên quan đến việc đạo nhạc. Tuy nhiên, giữa cơn bão của Sơn Tùng, việc Rắc bị soi là điều không thể tránh khỏi khi nam ca sĩ này thường xuyên được cho rằng sẽ xoán ngôi giọng ca lạc trôi trong tương lai. Một số bạn trẻ bình luận về việc chuyện khán giả soi các ca khúc của các ca sĩ nổi tiếng cũng là chuyện bình thường. Họ cho rằng, bên cạnh những ồn ào thì đây cũng là cơ hội để các ngôi sao nhìn lại các sản phẩm và ngày càng hoàn thiện bản thân hơn nữa để đáp lại sự tin yêu của mọi người. Hiện tại, chuyện có hay không việc vay mượn giữa hai ca khúc kể trên vẫn là chủ đề quan tâm của nhiều người với vô số suy đoán. Còn về phía Rắc, nam ca sĩ vẫn chưa có bất kỳ động thái nào liên quan đến vụ việc này. Trước Sơn Tùng thì vào tháng 11 năm 2017, showbiz Việt xôn xao khi MV Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi của Nu Phước Thịnh bỗng dưng biến mất khỏi YouTube. Khi đó, MV này đã cán mốc hơn 30 triệu view. Nguyên nhân khiến MV bị gỡ là do Nu Phước Thịnh có sử dụng một đoạn nhạc trong tác phẩm The Way của nhạc sĩ Jack MC mà chưa có sự xin phép tác giả hoặc quyền sở hữu tác phẩm. Phía nhạc sĩ Jack MC đã đệ đơn kiện, yêu cầu Nu Phước Thịnh phải chấm dứt và xóa MV Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi có sử dụng đoạn nhạc chưa được phép trên các phương tiện truyền thông. Đại diện Nu Phước Thịnh thừa nhận đây là một sai sót vì sử dụng một đoạn nhạc mà chưa có sự xin phép. Ngay sau đó, phía nam ca sĩ đã phải ngậm ngùi thay thế đoạn nhạc của nhạc sĩ Jack MC, đăng tải lại MV Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi và chấp nhận mất trắng 30 triệu view. Ngay sau Nu Phước Thịnh, Bảo Anh là ca sĩ tiếp theo vướng phải lùm xùm tác quyền. Ca khúc Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng của nữ ca sĩ đã sử dụng hai đoạn hòa âm của Ivan Toren mà không xin phép đơn vị giữ bản quyền ca khúc. Đại diện của Ivan Toren đã gửi thư và thông báo số tiền phạt cũng như mua bản quyền hai đoạn nhạc lên tới 270 triệu đồng. Ekip cùng nữ ca sĩ đã tiến hành thương lượng và đi đến thống nhất bỏ ra 100 triệu đồng mua bản quyền nhạc để cứu MV khi đó đã đạt 40 triệu view. Cô cũng dẫn nguồn tên nhà soạn nhạc ở phần chú thích bên dưới MV đồng thời gửi lời xin lỗi tới tác giả, khán giả vì đã không tìm hiểu kỹ.